Teresa Phương Anh xin được kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình giải đáp hôn nhân gia đình số thứ 5 của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thưa quý vị, chúng ta lại được gặp gỡ nhau qua chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ 5 lần này. Chúng tôi rất vui mừng vì đón nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a.gmail.com và nếu như quý vị có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi về cho chương trình để chúng tôi có thể tiếp tục trả lời cho quý vị. Thưa quý vị và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại vị khách mời quen thuộc cha Phê rô Nguyễn Hùng Hải đến từ dòng thừa sai Đức Tin. À, Chúc con kính chào cha. Chào chị Phương Anh. Chào quý vị khán giả. À, kính thưa cha, à, trong chương trình giải đáp tuyên phối <laughs> số thứ tư lần trước thì cha có nhắc đến đặc ân thánh Phaolô, à, chúng con xin cha cho chúng con biết rõ hơn về đặc ân này được không ạ? À, thưa chị Phương Anh và thưa quý vị, hôn nhân dân sự giữa hai người chưa được rửa tội thì được giáo hội công nhận và được gọi đó là cái hôn nhân tự nhiên. Khi có một người xin rửa tội thì họ vẫn được phép duy trì cái hôn nhân đó và đến khi cả hai người đều xin rửa tội thì cái hôn nhân này nó tự động nó trở thành cái bí tích hôn nhân người ta không cần phải thêm cái nghi thức kết hôn nào trong nhà thờ nữa thế nhưng trong hôn nhân tự nhiên có một người xin chịu bí tích rửa tội khi đã chịu bí tích rửa tội rồi thì người kia không cho phép người đó, người có đạo được giữ đạo này, rồi người ta còn xúc phạm đến thiên chúa nữa, dẫn đến việc là họ phải ly dị để tự do giữ đạo thôi. Cho nên cái đặc ân thánh phaolô được giáo hội mình á ban là vì cái lợi ích đức tin của người tân tòng này. Đặc ân này nó có hiệu lực tháo gỡ cái gì hùng phối tự nhiên giữa họ đó rồi cho phép cái người đã được rửa tội được phép kết hôn với một người đã được rửa tội khác cái đặc ân này nó có cái nguồn gốc từ cái giáo huấn của thánh phaolô trong thứ thứ nhất Corinto đoạn bệnh câu 12 đến 13 Ai trong anh em có chồng hay vợ không tin mà họ muốn sống chung thì không được chia tay. Nhưng nếu người không tin chia tay thì hãy để cho họ chia tay và anh em không còn bị ràng buộc nữa. Thế thì căn cứ như thế Bộ Giao Luật 1983 Điều. 1143 triệt 1 nói rằng hôn nhân giữa hai người không chịu phép rượu được tháo gỡ bởi cái đặc ân thánh phao lô đó là vì cái lợi ích đức tin của người đã được rửa tội do chính sự kiện người ấy tái hôn miễn là người không được rửa tội chia tay với người kia. Dạ vâng, chúc con cảm ơn cha. À, thưa cha, nếu như mà muốn được hưởng đặc ân Thánh Phaolô thì cần phải có những điều kiện nào ạ? Chúng ta có những điều kiện thiết yếu để mình có thể được ban cái đặc ân Thánh Phaolô đó. Cái điều kiện thứ nhất đã có kết hôn giữa hai người không được rửa tội nếu không có kết hôn giữa họ mà họ chỉ tự ý sống chung với nhau thôi thì không phải là hôn nhân thực sự không phải hôn nhân thực sự thì đâu có cần tháo gỡ để làm gì cái điều kiện thứ hai nếu khi đã có kết hôn thực sự giữa họ rồi thế thì sau đó một người và chỉ một người trong hai người đó thôi được rửa tội thì nếu người kia cũng xin rửa tội thì tự nhiên cái hồn nhân của họ nó trở thành cái bí tích và như vậy thì bí tích hôn nhân đã thành sự mà khi thành sự rồi thì không được ban cái đặc ân thánh phaolô nữa điều kiện thứ ba Tức là do cái sự ly hôn của bên không rửa tội đó Thế thì bộ giao luật 1983 Điều 1143 triệt 2 Quy định như sau Sau khi được rửa tội Nếu người được rửa tội Gây ra nguyên nhân chính đáng Để người ta người kia chia tay thì cái đặc ân thánh lô này cũng không được bàn. Còn cái điều kiện thứ tư như thế này, thế thì Bộ Giao Luật 1983 Điều 1144 cũng quy định để người được rửa tội tai hôn thành sứ thì luôn luôn phải chất vấn cái người không chịu phép rửa tội. Dạ vâng chú con cảm ơn cha Thưa cha chất vấn về điều gì thưa cha Thế thì chúng ta phải Chất vấn người không chịu phép rửa tội Để biết Hai điều sau Cái thứ nhất là người này Có muốn được rửa tội hay không Đấy, Họ có tự do Để muốn được rửa tội hay không Nếu họ muốn rửa tội á, Thì cái hôn nhân của họ Nó sẽ trở thành cái bí tích hôn nhân cả hai người nếu được rửa tội, nên hôn nhân của họ tự động trở thành cái bi tích hôn nhân đó. khi thành sự rồi thì không được ban cái đặc ân thánh phaolô nữa. điều này chúng ta đã nói ở trên rồi. còn cái điều thứ hai như thế này, người này có muốn sống chung với cái người đã được rửa tội mà không xúc phạm đến đấng tạo hóa hay không? nếu cái người lương còn muốn sống chung thì không được áp dụng cái đặc ân thánh phaolô. lô nhưng nếu họ muốn sống chung á nhưng không cho phép cái người rửa tội được tự do để giữ đạo này khiến họ bắt buộc phải chia tay thì cái người được rửa tội á vẫn được áp dụng cái đặc ân thánh phaolô. lô Dạ vâng, chú con cảm ơn cha. à Thưa cha, cha cho con hỏi là à, ai là người có thẩm quyền để thực hiện việc chất vấn này ạ? Trong giáo luật à, 1983 điều 1145 quy định ở cái triệt 1 theo nguyên tắc chung thì quyền bính của đấng bản quyền địa phương của bên đã theo đạo phải thực hiện cái việc chất vấn này. Việc chất vấn dù làm riêng tư hay công khai thì sự kiện chất vấn và kết quả của việc chất vấn này nó phải được xác minh một cách hợp thức ở tòa ngại. Tức là dù có chất vấn riêng tư nhưng mà khi cần thiết thì vẫn có thể tiết lộ. Chính vì vậy, mà bất cứ ai thực hiện cái việc chất vấn ngay cạnh bên trở lại làm riêng tư cũng phải làm cái bạn gọi là xác nhận ký tên và được lưu vào trong hồ sơ rõ ràng cụ thể. Dạ vâng, chú con cảm ơn cha. À, thưa cha, quyền thực hiện việc chất vấn này à, con thấy à, có khi cha xứ thực hiện thì sao thế cha? Thưa chị Phương Anh. Thế thì theo nguyên tắc thì đấng bản quyền địa phương phải thực hiện cái việc chất vấn này. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì ý nhiễm ý của Đức Giáo Mục là ủy quyền cho các cha xứ của mình đó. Nhưng mà nếu vì lý do nào đó mà không thực hiện được cái việc chất vấn này thì đương nhiên cha xứ phải xin phép Đức Giáo Mục miễn chọn cho khỏi cái việc là phải chất vấn. Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha. Thế thì à, những trường hợp nào thì xin được miễn chuẩn chất vấn thưa cha? Chúng ta thấy là ví dụ như trong trường hợp cái người lương kia đã lập gia đình mới rồi. Họ không chịu để chất vấn. Có khi thì họ đi đi xa rồi ví dụ như đã đi nước ngoài hay là đi mất ở đâu rồi thì cái việc chất vấn cũng vô ích thôi đó là những cái điều kiện liên quan đến mình hướng được cái đặc ân thánh phaolô đó thế thì khi đã hội đủ những điều kiện trên rồi thì mình có thể ban cái đặc ân thánh phaolô cho họ để giải gỡ cái hôn nhân tự nhiên trước đó mà họ đang vướng mắt đó đồng thời cho phép họ được kết hôn với một người công giáo khác. Dạ, vâng chúc con cảm ơn cha. À thưa cha, người được hưởng đặc ân thánh Phaolô à, thông thường sẽ kết hôn với người công giáo. Nhưng nếu họ muốn kết hôn với người à, lương khác thì có được không cha? Cái điều này chúng ta chiếu theo cái quy tắc được căn cứ trong điều 1147 của bộ giáo luật 1983 đó bản quyền địa phương cũng có thể cho phép tân tòng công giáo đó được hưởng cái đặc ân thánh phao lô được kết hôn với một kỳ tô hữu không công giáo ví dụ như chúng ta thấy là đạo tin lành này rồi anh giáo này hoặc là ban cái miệng trận ngăn trở hôn nhân khác đạo để kết hôn với người lương Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha. À, kính thưa cha, hiện nay thì đa số những người xin đặc ân của uh, xin đặc ân thánh Phaolô đều là những người chưa được rửa tội. Chỉ vì muốn kết hôn với người công giáo nên họ mới xin rửa tội để xin hưởng đặc ân thánh Phaolô phải không thưa cha? Đúng rồi, đa số cái phần này là nó vậy đó. À, cái thưa cha nếu như mà người lương vì đã có ý muốn kết hôn với người công giáo nên đã đi lại hay là ngoại tình với người công giáo rồi lại rồi họ lại đối xử tệ bạc với người lương kia khiến người lương kia phải chủ động chia tay thì sao thế cha? Ở cái trường hợp này thật sự nó cũng xảy ra nhiều trong cái đời sống của chúng ta lắm, rất nhiều cái trường hợp. Thế thì những cái trường hợp này người lương đó và người công giáo có cái tương tình rồi và trong cái âm mưu đó, là họ muốn phá vỡ cái hạnh phúc của đôi hồn nhân đôi hồn phối tự nhiên kìa đây với là cái mấu chốt và đây là cái hành động tội lộ và đương nhiên chắc chắn rằng cái đặc ân thánh phố lô cũng không được bàn cho họ vì thế cho nên xứ theo đạo của họ nó cũng phải là mình diễn tả cái thực lòng, cái lương tâm của mình nữa. Chính vì vậy mà cần phải có sự chất vấn rất kỹ lưỡng đối với người phối ngẫu không rửa tội. Dạ vâng, chú con cảm ơn cha. À nhưng mà thưa cha vì là một âm mưu cho nên hai người sắp kết hôn rất là khéo léo để có thể mà che đậy không cho cái người phối ngẫu kia biết là hôn nhân tự nhiên của họ bị phá vỡ là do người thứ ba này và qua điều tra thì cũng không phát hiện ra âm mưu phá vỡ hôn nhân tự nhiên của họ nên đấng bản quyền địa phương vẫn cho phép họ kết hôn với người Công giáo như vậy thì sao thưa cha cha có thể giải thích cho chúng con không ạ? Thế trong cái giáo luật đó có những cái căn cứ mà nó làm cho hôn nhân không thành sự đó là một trong những cái điều đó là cái sự giấu diếm của mình đó à, cái sự giấu giếm, cái sự gian dối của mình đó à, để dẫn đến cái tình trạng cái hôn nhân đó thế thì hôn nhân có thành sự hay không đó, đó là do sự thành thật của hai đường chức là từ cái lương tâm của họ phải diễn tả được cái sự thành thật đó đó điều này thì chúng ta thấy rằng Chúa biết được họ có thành thật hay không nếu mà họ thành thực thì đương nhiên là Chúa chúc lành cho họ Nhưng mà nếu họ lừa dối như vậy Thì họ không những không được chúc phúc mà còn mắc thêm cái tội nữa Thì không được hưởng cái đặc ân thánh phô lô mà còn làm Mà còn cứ hành thêm cái bí tích ở nhà thờ nữa Thì bí tích này cũng chẳng có thành sự Thế thì trước mặt cái người đời thì không thấy vấn đề vì họ cứ hành hợp với cái pháp lý. Nhưng mà có một điều đó là ẩn sâu trong cái lương tâm, trong cái tâm hồn của họ bên trong đó đó thì cái bí tích nó đã không thành. Bởi vì không có thành thật, gian dối, lừa dối vậy thôi. Họ chung sống với nhau không được phúc mà còn mắc thêm cái tội nữa Những cái tội mà họ phạm là tội nào là phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của người khác này Rồi cái tội ngoại tình này Rồi cái tội lừa dối giáo hội Lừa dối bản quyền Lừa dối cha xứ Lừa dối tất cả mọi người khác Thế thì chúng ta thấy là Phúc chẳng thay đầu mà tội nó lại chồng chất thêm Thế thì thông thường khi mà người Tân Tòng đã ly hôn trước rồi, thì người ta mới quen một cái người à, có đạo Công giáo đó. Cho nên cái người này họ mới xin theo đạo Công giáo, xin được rửa tội để mình kết hôn với cái người Công giáo đó. Những cái trường hợp nào mà chưa có giấy ly hôn trước mà họ quen nhau và xin kết hôn thì giáo hội của chúng ta rất là cẩn thận trong điều này. Bởi vì là tránh cái tình trạng hai đứng sự xin kết hôn, đó là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng ly hôn, ly dị của cái hôn nhân tự nhiên trước đó thôi. Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha. À, kính thưa cha, trong khi tiến hành thủ tục xin đặc ân Thánh Phaolô, nếu bên lương không muốn theo đạo À, sẽ thắc mắc là à, tại sao bên đạo lại bắt tôi theo đạo mới mới cho kết hôn ạ? Chúng ta biết rằng trong cái một mục, mục đích quan trọng á mà giáo hội dành cho cái đặc ân này là như thế này. Đặc ân Thánh Phaolô á thì giáo hội ban đó là vì cái lợi ích đức tin đó của cái người tân tẩm đó. Thế thì giáo luật cho rằng chính cái hôn nhân tự nhiên trước đó của cái người lương gây ngăn trở cái tiểu hồn. Cho nên cái người lương đã kết hôn ly dị thì không được kết hôn với người công giáo. Việc được kết hôn là một cái đặc ân ngoại luật, tức là vượt lên trên cái sự tự do chọn lựa của mỗi người. Thế thì cái đặc ân này được ban cách đặc biệt mà thôi. Cho những người lương theo đạo và được ban vì đức tin của người tân tòng này. Vì thế, cho nên để được hưởng cái đặc ân Thánh phaolô Lô đó, thì trước tiên phải là một người tân tòng có đức tin. Chính vì thế, không nên rút gắn cái thời gian giữ tầm đó. Họ nên được học giáo lý và trải qua thời gian giữ tập ít nhất là 6 tháng để họ có hiểu biết, có đầy đủ à, sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu mà khi có hồ nghi về cái sự chân thành trở lại đạo của cái người tân tổng đó, thì cái đặc ân Thánh Phaolô không được phép bàn dù bên lương đã được rửa tội. Dạ vâng chúng con cảm ơn cha cảm ơn cha đã rất là nhiệt tình khi mà hiện diện nơi đây trong chương trình giải đáp hôn nhân để mà giải đáp những thắc mắc của uh, quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Uh, kính thưa quý vị với những nội dung vừa rồi thì chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ năm cũng xin được khép lại tại đây. Uh, có thắc mắc xin quý vị tiếp tục gửi câu hỏi về uh, cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo gmail com Mến chúc quý vị tuần mới an lành trong Chúa. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.